Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tổ chức talk show ngày 20 tháng 10 vừa qua có thể tập trung vào một số nội dung chính như sau. Điều đầu tiên em muốn chia sẻ là em rất vui khi biết bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đã quyết định mở lại quỹ từ thiện hàng hữu. Đây là một quyết định rất đáng hoan nghênh bởi quỹ này trước đây đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em bị bệnh tim và em cảm thấy rất tiếc khi quỹ này từng bị đóng cửa cách đây gần 3 năm. Với việc quỹ hàng hữu hoạt động trở lại, chắc chắn sẽ có thêm nhiều trẻ em bị bệnh tim được cứu sống và nhiều gia đình khó khăn sẽ nhận được sự hỗ trợ. Về câu chuyện có người tự xưng là tổ chức Việt Tân đã tiếp cận và gặp gỡ bà Nguyễn Phương Hằng, nhiều quý vị thắc mắc liệu câu chuyện này có phải là bịa đặt hay dàn dựng hay không. Theo em, chuyện này không thể bị dàn dựng. Ngay cả khi bà Hằng có đủ phương tiện và quyền lực, em không nghĩ bà sẽ dám dựng lên một câu chuyện nhạy cảm như vậy. Em tin rằng đây là một câu chuyện thật và việc họ tiếp cận bà Hằng có thể nhằm hai mục đích, vừa là mục đích chính trị, vừa là mục đích kinh tế. Về mặt chính trị, tổ chức này có thể muốn lợi dụng bà Hằng để chống phá chế độ còn về kinh tế, họ có thể dùng thủ đoạn lấy mở nó phá, tức là lấy tiền từ các doanh nghiệp trong nước để phục vụ cho hoạt động chống phá. Đây là một thủ đoạn mà các tổ chức chống cộng từ nước ngoài thường sử dụng và theo em, Sư Minh Tuệ hoàn toàn không có liên quan đến vụ việc này. Tên tuổi của Sư Minh Tuệ có thể chỉ bị lợi dụng cho mục đích chính trị mà thôi. Quý vị cần nhớ rằng, Sư Minh Tuệ đã thực hành bộ hành hạnh đầu đà không phải mới đây, mà đã từ 4 đến 5 năm trước. Trước khi sư trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội Sư đã sống một cuộc sống tu hành rất âm thầm, không ai biết đến. Sự nổi tiếng của sư Minh Tuệ gần đây có thể cũng khiến chính sư bất ngờ. Khi hình ảnh của sư Minh Tuệ lan truyền trên mạng xã hội, ban đầu chỉ có một số người theo sư, nhưng sau đó, hiệu ứng lan truyền này nhanh chóng tăng lên và nhiều người bắt đầu đi theo sư hơn, tạo nên một hiện tượng mạnh mẽ. Điều này không chỉ lan rộng trong nước mà còn thu hút sự chú ý từ cả nước ngoài. Đặc biệt, nhiều người đi theo sư đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự tại những đoạn đường mà sư đi qua gây ra sự gián đoạn cho giao thông và sinh hoạt của người dân. Em tin rằng, đây có thể là một chiến dịch truyền thông nhằm lợi dụng tên tuổi của sư Minh Tuệ cho mục đích chính trị và kinh tế. Sư Minh Tuệ chỉ là nạn nhân trong câu chuyện này và cách tốt nhất để bảo vệ sư chính là không để ai lợi dụng sư cho bất kỳ mục đích nào. Chúng ta nên giữ cho sư có một cuộc sống an yên để tiếp tục con đường tu hành của mình. Về cuộc khẩu chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và sư Minh Tuệ, thực chất, đây không phải là một cuộc tranh cãi trực tiếp giữa hai người, mà là giữa các fan hâm mộ của họ. Những cuộc tranh cãi như vậy không có người thắng và chỉ làm tổn hại đến tất cả. Bên thứ ba đứng sau, kẻ lợi dụng mới là những người thực sự hưởng lợi từ cuộc khẩu chiến này. Em kêu gọi quý vị cảnh giác và tránh bị cuốn vào những cuộc tranh cãi không cần thiết. Câu chuyện này rất nhạy cảm và chúng ta nên để lực lượng an ninh xử lý. Nếu chúng ta không có kỹ năng đối phó với các vấn đề phức tạp như vậy thì tốt nhất là đừng tham gia quá sâu, vì điều đó có thể làm tổn hại đến nỗ lực của lực lượng an ninh. Cuối cùng, Em muốn gửi lời hoan nghênh bà Nguyễn Phương Hằng vì đã tuyên bố sẽ không tiếp tục những hoạt động gây tranh cãi sau buổi nói chuyện ngày 20 tháng 10. Đây có thể là một quyết định chậm nhưng không quá muộn. Em tin rằng nếu bà Hằng giữ lời hứa, bà sẽ có một cuộc sống an yên bên gia đình và em cũng hy vọng rằng con của bà, Hằng Hữu, sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.